Vâng, pơ đến từ vâng Perkatha là quân bên mình. Vâng, Hittia là quân bên bạn. Perkatha đối đầu với Hittia. Vâng, có thấy ba chém ở trong trận thi đấu này. Chơi bên đầu một lần. Có lẽ chúng ta hãy cùng xem màn hình của chiếc voi. Càng đến lúc thì chiếc voi chém càng hay. Vâng, như vậy là bãi hiêu 7. Vâng, ngay cái bãi hiêu 7 như là thêm một cái bãi hiêu nữa dành cho chiếc voi. Thêm cả một con voi nữa. Bài có vẻ là tươi dành cho chiếc voi. Chiếc voi là người cầm Katha, trong khi đó thì Nomo là người cầm Pơ. Quay trở lại với bài Pơ thôi. Có lẽ bài Pơ sẽ bài chém phũ hơn nếu như bài là bài hiêu voi đầy đủ. Bãi hiêu đầu, bãi hiêu 4 thì phải. Vâng, một cái bài mà có lẽ là chúng ta cùng kỳ vọng thôi. Quân bên phía đội bạn vẫn là nhỉnh hơn. Hit EA đối đầu với Katha Pơ. Nếu như thay vào một Katha nó là một phô đi, hay là một quân công khác, thì có lẽ kèo nó sẽ là cân hơn. Mà cũng chưa biết được. Tại cùng chờ đến sự đột biến đến từ chiếc voi tiếp tục trong trận thi đấu này. Vâng, đây rồi. Vâng, nhà vâng 2 4 6, vâng 6 hiêu, 1 voi, 7 hiêu rồi. Và thêm đôi voi này nữa nhưng mà như có vẻ là hơi xa thì phải. Và cũng không phải là xa lắm, như vậy là chiếc voi quyết định câu về. Không phải là cắt nông dân ra ăn mà là câu về, chắc chắn là có thêm một bãi hiêu ở phía bên góc bên này nữa. Như vậy là con voi này được Hồng Anh câu về. Và như vậy là nhà của Hồng Anh là nó nằm ở trên góc, đi thẳng đến góc 12 giờ. Cũng gần đây thôi. Bây giờ thì cả hai ông đang cố gắng dắt hiêu voi. Như vậy là 25 dân đến từ chiếc voi với Katha. Câu, đúng rồi, xúc. Quay lại, thì mấy cái nữa. Hãy cẩn thận, con nông dân đang câu. Chết một dân thì phải. Không, may quá. Vâng, cánh này nếu như mà Hồng Anh mà đánh cung thì cũng chưa biết đâu mà lần. Nhưng lại thông tin phía bên kia thì Hồng Anh là một cái bài cũng khá giàu, rất nhiều voi. Nhưng đây là một cái bài mà chị boy cũng sẽ là bài ký đời sớm. Nó cũng sẽ khoảng là đầu 10. Vâng, xây đúng hai cái BE nó đi lọt tròn khe, nó đi lọt, con voi nó đi lọt luôn. Kinh thật.
Vâng, như vậy là nôm một vẫn chưa lên đời hai. 13x với 25 dân của Kata. Năm con nông dân đào vàng. Như vậy là cái bãi hiêu phía bên này thì được dành cho nô 1. Ngày hôm nay là không biết là cái ngày gì mà nô 1 toàn cái bài đủ và cái bài nghèo thôi. Không có cái bài nào nó quá tươi gì cho nô 1 cả. Bắt đầu có giò. Hồng Anh có lẽ sẽ là người chủ động đánh cung R khi mà anh là người cầm hitty. Như vậy là Hồng Anh quyết định kéo hết toàn bộ cái con nông dân của mình về rồi. Chắc chắn là Hồng Anh đang muốn bò bế nhà cửa. Con giò của nông của Chip Boy dường như đang muốn đi thẳng đến góc 9 giờ. Một tên mà liệu rằng có phải muốn chém treo cánh hay không. Vâng, như vậy là vô thường cũng đã có con chém đầu tiên rồi. Vâng, nếu như đánh như thế này thì cái bên kia Hồng Anh khỏe lắm. Hầm cầm Hitty. Mà nếu như anh chủ động đánh cung R sẽ là bài khỏe đến từ Hitty của Hồng Anh. Bắt đầu có những con cung R của Hitty đến từ ngoài bắt đầu đầy đi rồi. Rất khó chịu. Một bài chém thủ đến từ Chip Boy. Quay trở lại màn hình Persian của nông 1. Nông 1 đang cố gắng đẩy lên góc này. 23/22 đến từ nông 1. Nó cố gắng có một con phù đẩy thẳng vào nhà của vô thường. Vâng, như vậy là đã quýt rồi. Tỷ số là 1-0 ở trong xê đấu thứ tư dành cho Hồng Anh và Vô Thường. 1-0 dành cho cặp đôi của Thái Bình.